cách nào mà cùng một số điện thoại mà dùng được trên hai thiết bị điện thoại không anh? À, tức là cùng một số SIM và dùng trên hai thiết bị, đúng không? Đúng rồi. Ok. Có một cách này mà thực sự là anh phát hiện ra và anh đã áp dụng luôn đây. Dạ. Trực tiếp đây, trên hai thiết điện thoại này, em lắp chung một số SIM vào. À. Hoàn toàn chung một nhé. Và dạ, từ số này, gọi từ điện thoại này, gọi đi cho người ta cũng hiển thị số lục sáu của anh. Dạ. Mà từ cái máy này, gọi đi cho người ta cũng hiển thị số lục sáu của anh. À. Và người ta gọi điện đến thì cả hai máy đều có chuông. Nhưng máy nào nghe trước thì máy kia sẽ tắt đi thành gọi nhỡ. Đấy, rất là hay như thế. Anh thử nghiệm luôn cho em nhìn xem nhé. Đây, nhìn nhá. Em sẽ nhìn thấy là hai số SIM này. Đầu tiên là con này đổ chuông này, con này máy chính mà. À. Máy gốc. Tiếp theo đây, đấy. Hay à. Anh nghe trên con nào cũng được, anh nghe trên con này cũng được, mà nghe trên con này cũng được. À. Đấy. Anh có thể giải thích hơn, cặn kẽ hơn cho em được không? Đây là chương trình mới áp dụng của Viettel, multi SIM, tức là gì? Một số điện thoại có thể tạo ra nhiều chiếc SIM khác nhau. Nhiều nhất theo anh nắm được là 5 chiếc SIM và 5 chiếc SIM này được quyền lắp vào 5 thiết bị khác nhau và sử dụng chung một tài khoản gốc của cái SIM ban đầu. Ví dụ như là dùng để gọi đi này, dùng 4G này, nhắn tin này, tất cả mọi thứ đều trừ vào tài khoản gốc thôi. Các SIM kia thì sẽ sử dụng có đầy đủ các chế độ của SIM gốc ban đầu. Dạ. Nhưng khi một người đã gọi đến cho chúng ta mà nghe máy thì số còn lại sẽ báo gọi nhỡ. Đây là một biện pháp rất là hay và có thể áp dụng vào cho rất là nhiều cái trường hợp mà sử dụng trong quá trình cuộc sống của chúng ta. Dạ.